Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quận Bình Thủy, vừa chủ trì cuộc họp thành viên Quỹ ban nhân dân quận, sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. Trong tháng 5, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quận Bình Thủy tiếp tục được duy trì ổn định, công tác tổ chức điều hành thu chi ngân sách đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước. Đến nay đã thu được trên 229 tỷ đồng, đạt gần 58% kế hoạch công tác xây dựng cơ bản tiếp tục chỉ đạo nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình trong kế hoạch năm 2024, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện. Các hoạt động lễ hội, các sự kiện được tổ chức đạt yêu cầu về nội dung, hình thức, đặc biệt là phối hợp tổ chức tốt lễ hội kỳ yên thượng điền trên Bình Thủy. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tiếp tục đạt kết quả khả quan. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.